Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ với sản phẩm điện máy. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng chiếc TV của Panasonic với 3 chức năng, đó chính là kết nối Bluetooth với các thiết bị loa bên ngoài, hay là tải các ứng dụng trên hệ điều hành Android TV, cũng như là tiến hành dò kênh. Đây là những 3 chức năng chính mà chúng ta hay sử dụng trên các dòng TV. Bất kể các dòng TV nào, chúng ta đều sử dụng 3 chức năng này là nhiều nhất. Thì chức năng đầu tiên đó chính là chức năng kết nối Bluetooth với các thiết bị ngoại vi bên ngoài, ví dụ như loa Bluetooth. Thì các bác sẽ vào phần cài đặt ở đây. Các bạn vào phần cài đặt ở góc trên cùng này. Để kết nối được Bluetooth thì các bác xuôi xuống phần dưới cùng, đó là phần điều khiển và phụ kiện mọi người nhé. Điều khiển phụ kiện các bác bấm OK. Ở đây nó sẽ tiến hành dò tìm ra các thiết bị đang phát Bluetooth để các bác có thể kết nối được. Ở đây thì em đã dò ra được một chiếc loa là HTS 5000 RF của Soli. Nó sẽ, con này thì đang bật Bluetooth thì nó sẽ kết nối được. Các bác chỉ cần việc bấm OK và nó sẽ kết nối với dòng này. Các bác chỉ cần bấm nút OK thì nó sẽ tự động kết nối với chiếc loa này. Đấy, nó sẽ báo quá trình là đang ghép nối mọi người nhé. Và nó sẽ báo là yêu cầu ghép nối với dòng loa này thì chúng ta bấm nút ghép nối. Và như vậy nó sẽ báo thành công là ghép nối thành công với chiếc loa này. Thì như vậy chúng ta đã kết nối được Bluetooth với một chiếc loa phát Bluetooth bên ngoài. Đấy là chức năng đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho mọi người. Tiếp đến là chức năng tải các ứng dụng. Để tải được các ứng dụng trên TV của Android thì chúng ta sẽ vào cái cửa hàng CS Play hay là Google Play Store để tải mọi người nhé. Đây là cái giao diện cũng như là cái phần icon của CS Play, các bác bấm vào đây. Để tải được cái này, phần này thì chúng ta bắt buộc phải đăng nhập một tài khoản của Google mọi người nhé. Chính là tài khoản Gmail. Chúng ta sẽ đăng nhập vào để có thể tải được ứng dụng. Đó, các bác đăng nhập tài khoản Gmail vào đây. Các bác nhập cho em địa chỉ Gmail vào và bấm nút tiếp theo. Và nhập cho em cái mật khẩu vào đây. Sau khi nhập mật khẩu thành công thì các bác bấm nút OK tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã đăng nhập được cái tài khoản Google Gmail vào trong cái ứng dụng Google Play để tải các ứng dụng vào đây. Thì các bác muốn tải bất kỳ một ứng dụng nào thì mọi người chỉ cần vào, ví dụ em tải Netflix này, các bác bấm vào nút Netflix. Và ở đây nó cài đặt rồi, còn nếu không nó sẽ có nút cài đặt ở đây. Các bác bấm nút cài đặt vào là OK. Đây em sẽ vào một ứng dụng khác để các bác có thể hình dung ra được. Ví dụ như chúng ta vào phần Facebook Watch này. Đó, nó sẽ báo là nút cài đặt. Các bác sẽ bấm nút cài đặt để cài đặt ứng dụng mọi người nhé. Đấy là chức năng thứ hai mà em muốn chia sẻ trong video này. Tiếp đến là một cái phần rất chi là nhiều các bác quan tâm. Đó chính là phần dò kênh cho TV của Panasonic. Thì để dò được kênh cho Panasonic thì các bác sẽ vào phần các bác bấm vào nút giao diện của Android TV trên TV Panasonic. Đây là chính là giao diện Android này. Các bác sẽ xuôi cho em xuống phần các bác bấm vào cho em phần đầu vào ở đây. Đây, các bác vào cho em phần đầu vào. Và chúng ta xuôi xuống phần kênh. Xuôi xuống phần kênh thì chúng ta sẽ nó báo là nhấn nút OK để quét mọi người nhé. Thì các bác bấm nút OK. Thì ở đây sẽ có nên hiển thị lên cái phần TV. Đặt chế độ kênh sẽ là DVT2 và chế độ các bác sẽ chọn các kênh là kênh miễn phí mọi người nhé. Đây các bác chọn miễn phí hoặc là bác chọn miễn phí, cái này chọn tự động và các bác bấm dò. Đảm bảo là TV nhà mình đã cắm anten, một anten ngoài trời hay là anten trong nhà để lơi thông thoáng, sẽ dò được các kênh truyền hình số mặt đất DVT2, VTV, VTC để các bác xem. Các bác bấm dò sẽ là OK. Thì trong đợi trong một quá trình một vài phút thì chúng ta sẽ dò ra được các kênh khi chúng ta cắm anten vào. Thì đấy là ba những cái
ứng dụng hay là những cái cách sử dụng của TV Panasonic mà nhiều người đang thắc mắc cũng như đang hỏi nhất trên dòng TV của Bala mà em đã chia sẻ cho các bác trong video lần này. Nếu các bác thấy video hữu ích thì đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như là xem những video mới nhất mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.